Trân trọng kính chào Tái Ngộ cùng quý khán giả thân mến đến với chương trình Quan Điểm của Việt Face TV được phát hình thường lệ vào mỗi cuối tuần. Vâng, thưa quý vị, khách mời ngày hôm nay như thường lệ, chúng ta lại có đương kim thị trưởng thành phố Westminster, ông Tạ Đức Trí. Xin kính chào ông Tạ Đức Trí. Dạ, chúng tôi cũng xin kính chào Hoài Anh và kính chào tất cả quý khán thính giả và đồng hương. Bên cạnh đó, thưa quý vị, cựu dân biểu tiểu bang California, luật sư Trần Thái Văn. Xin kính chào luật sư. Dạ, một lần nữa chúng tôi xin kính chào toàn thể quý vị tại Việt Face cũng như là hai anh Tạ Đức Trí và anh Dũng. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn hai vị. Dạ, xin mời. Dạ, cũng kính thưa hai anh, kính thưa tất cả quý vị. Trước hết thì chúng tôi cũng xin phép được gửi lời chia buồn với lại đại gia đình của Thúy Nga Paris, cũng như là đài Việt Face một lần nữa chia buồn trước sự ra đi của giáo sư Tô Văn Lai. Cái sự ra đi của giáo sư Tô Văn Lai đã để lại niềm tiếc thương cho tập thể người Việt tại hải ngoại. Dạ, chúng tôi cũng xin phép tiếp lời những gì mà thị trưởng Tạ Đức Chí nói, cũng là một cái đại tang cho gia đình Việt Face cũng như là Thúy Nga Paris. Chúng tôi cũng có cái hân hạnh biết đến giáo sư Tô Văn Lai, mà chúng tôi thường gọi là bác Tô Văn Lai, một cách rất là thân thiện, thưa quý vị, cũng hơn 15 năm vừa qua. Và có cơ hội cũng tiếp xúc nhiều lần với bác Lai và nghe cái tin biết vào mấy tháng vừa qua. Bác Lai bị trọng bệnh và bao giờ khi mà gặp tại studio cũng rất là vui vẻ và không bao giờ mà phàn nàn hết. Bởi vậy đây là một cái mất mát lớn, tại vì giáo sư Tô Văn Lai, bác Lai đã để lại một cái phải nói là một cái di sản văn hóa hơn 4 thập niên vừa qua, gần 5 thập niên, từ bên Sài Gòn, Việt Nam đến Paris, rồi qua đến miền Nam California trên toàn thế giới. Bởi vậy đây là một cái dấu ấn, một cái legacy theo người Mỹ họ nói, rất là lớn cho gia đình Thúy Nga cũng như là cộng đồng Việt Nam và người Việt Nam của chúng ta. Nên chúng tôi xin một lần nữa phần ưu đến đại gia đình, nhất là chị Marito và các anh chị trong đài Việt Face cũng như là Thúy Nga Paris và bác gái với cái sự ra đi của bác, và xin cầu chúc bác đến được hưởng nhang Thánh Chúa và được đầy ơn trên trong cái sự ra đi này. Cảm ơn thị trưởng Tạ Đức Trí, cảm ơn luật sư Trần Thái Văn đã cùng chia sẻ, và cũng xin trân trọng cảm ơn cái lòng ưu ái của hai vị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng góp lời cầu nguyện cho linh hồn của Phêrô, giáo sư Tô Văn Lai. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép được trở lại với chương trình thường lệ, hai đề tài mà các vị khách mời của chúng ta đã chọn lựa trong ngày hôm nay liên quan đến cái chuyến công du của Tổng thống Joe Biden vừa tuần vừa qua đến khu vực Trung Đông. Chúng ta vẫn biết rằng trước khi Tổng thống Joe Biden lên máy bay thì những dư luận liên quan đến chuyến đi này của ông đã được người ta nghiên cứu rất nhiều và cũng có rất nhiều các câu hỏi. Và có lẽ cái câu hỏi quan trọng nhất liên quan đến vấn đề nhân quyền là liệu Tổng thống Joe Biden có đặt câu hỏi một cách mạnh mẽ với Hoàng Thái tử của Ả Rập Saudi là ông MBS hay là ông Mohammed bin Salman liên quan đến cái chết của ký giả tờ Washington Post là ông Khashoggi trước đây. Khi mà tất cả thế giới đều lên án, và trước đây thì Tổng thống Joe Biden cũng đã từng lên án cái việc mà Hoàng Thái tử đứng đằng sau cái chết của nhà báo này. Và người ta đặt câu hỏi là có qua đó rồi có đặt vấn đề này hay không. Cái chuyện thứ hai mà người ta cũng bàn luận là liệu cái vấn đề xăng dầu khi mà ông qua gặp một số các quốc gia quan trọng chủ yếu trong cái vấn đề sản xuất xăng dầu thì có thể nào giúp cho cái giá cả xăng dầu nó giảm bớt hay không. Và nhiều chuyện khác người ta cũng đã đề cập tới, chẳng hạn như mối giao hảo giữa Israel, Palestine, mối giao hảo giữa Israel và các quốc gia trong khối Ả Rập như thế nào. Đó là một cái gánh rất nặng cho Tổng thống Joe Biden. Ngày hôm nay thì các vị khách mời sẽ trình bày những quan điểm của họ liên quan đến những gì mà Tổng thống Joe Biden đã mang về được sau chuyến công du vừa qua. Chúng tôi xin mời thị trưởng Tạ Đức Trí. Dạ, thưa anh, thưa tất cả quý vị, trong những ngày vừa qua và có thể tới đầu tháng 8 đó, thì những cái tin tức liên quan tới Tổng thống Biden sẽ được đề cập cái chuyến công du của ông tại vùng Trung Đông. Thì vùng Trung Đông được biết tới là một cái lò lửa
một cái lò lửa của chiến tranh, bởi vì đây là cái khu vực mà thường xảy ra khá nhiều những cái mâu thuẫn, và từ những cái mâu thuẫn giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa những cái hệ phái và tôn giáo cũng đã dẫn tới những cái cuộc chiến khá đẫm máu tại đây. Thì cái chuyến công du của Tổng thống Biden được ghi nhận là ông đã cố gắng đưa ra những cái đề nghị trong những cái sự thương lượng, là ông yêu cầu là phía Ả Rập Saudi sẽ phải sản xuất thêm, sẽ phải cung cấp thêm cái trữ lượng dầu hỏa, cũng như là một số quốc gia trong cái khối OPEC sẽ phải sản xuất thêm. Thì cái tình trạng cũng như là cái bối cảnh của các quốc gia trong khối Trung Đông đó thì nó tương đối nó phức tạp, bởi vì có một số những mâu thuẫn giữa Do Thái và giữa Ả Rập Saudi, có một và những cái mâu thuẫn khá nặng nề mà có thể nó không giải quyết được giữa Palestine cũng như là Do Thái, cũng như là giữa Iran và Ả Rập Saudi, cũng như Iran và Do Thái. Thành ra rất nhiều những cái quốc gia tại đây chồng chéo lên nhau, nó đã biến những cái quan hệ quốc tế tại cái khu vực này nó càng phức tạp. Mà Hoa Kỳ cũng đã cố gắng một phần nào để mà đứng ra dàn xếp, mà trong hơn 5 thập niên qua đó thì chúng ta thấy được những cái vấn đề mâu thuẫn vẫn xảy ra, vẫn có những cái vấn đề chiến tranh giữa quốc gia này và quốc gia khác vẫn xảy ra. Chuyến công du của Tổng thống Biden đó đã bị khá nhiều những cái chính khách mà thuộc dạng là cực tả trong đảng Dân Chủ thường hay đề nghị rằng ông phải đặt cái vấn đề về cái việc mà nhà báo Khashoggi, một nhà báo của Ả Rập Saudi đã bị thảm sát cách đây vài năm. Khi mà là ứng cử viên đó thì Tổng thống Biden đã lên án cái vị Tổng thống tiền nhiệm đã không có đặt vấn đề, không có mạnh tay, không có những cái phản ứng thích hợp giữa quan hệ của Hoa Kỳ cũng như Ả Rập Saudi sau cái chết của nhà báo ký giả Khashoggi. Thì theo như là Tổng thống Biden, ông cho biết rằng ông có đưa cái vấn đề này ra để mà đề cập trước mặt Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Thì Hoàng Thái tử bin Salman cũng có những cái phản ứng. Và cái hình ảnh mà cùng tay giữa Tổng thống Biden cũng như là Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman đó đã trở nên một cái đề tài cho các quốc gia tại vùng Trung Đông, cũng như là những cái tờ báo cũng như những cái hãng truyền hình lớn tại Mỹ. Bởi vì rất nhiều chính khách thuộc đảng Dân Chủ đó thì họ không có đồng ý cái thái độ thân thiện của Tổng thống Biden với lại Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Và cái sứ mệnh của Tổng thống Biden đó, với cái chuyến đi này là ông hy vọng rằng ông sẽ giải quyết được cái giá xăng dầu. Thực tế đó là chúng ta thấy là cái việc này nó cũng rất là khó, chứ không phải có thể xảy ra trong một cái chuyến viếng thăm mà thôi. Trong những ngày qua đó, những khoảng hơn một tuần qua đó, thì cái giá xăng dầu tương đối có giảm xuống một chút. Tuy nhiên đó, thì cái việc mà giảm xuống vài chục sen đó cũng khiến cho giới tiêu thụ đang sống tại Mỹ đó, họ cũng không có thấy rằng một cái sự giảm đáng kể về cái giá xăng dầu. Mà bên cạnh đó đó, và cái chỉ số lạm phát đó càng ngày càng tăng, cái chỉ số lạm phát tăng theo tỷ lệ thuận với lại giá cả của lương thực và thức uống. Thì cái giá cả của lương thực hàng ngày là một cái vấn đề, cũng như là giá cả của tất cả các mặt hàng càng ngày càng tăng cao. Đó là một cái vấn đề mà Tổng thống Biden tới giờ này, Tổng thống Biden cũng như là các chính khách thuộc đảng Dân Chủ vẫn chưa có cách giải quyết. Bởi vì Tổng thống Biden hiểu hơn ai hết là cái cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới, nạn lạm phát, giá xăng dầu, những thiếu thốn về các sản phẩm, đời sống càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng mắc, sẽ là một cái thất bại cho các ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ. Thành ra ông đang có lo lắng, ông đang có cố gắng để mà tìm cách để mà làm sao mà giảm những cái tiêu cực mà
tất cả mọi người thấy ảnh hưởng tới cuộc tranh cử vào ngày 8 tháng 11 sắp tới, không biết rằng ông có một cái phép thuật nào để mà ông giải quyết vấn đề này không. Tuy nhiên chỉ còn có 3-4 tháng thôi, thời gian này sẽ không đủ để mà làm cho cái chỉ số nạn lạm phát giảm xuống, hay là giá xăng dầu có thể giảm xuống thật sự để cho mọi người thấy rằng sẽ trở lại bình thường giống như thời của tổng thống tiền nhiệm. Vâng, thưa luật sư Trần Thái Văn, luật sư có nghĩ rằng liệu ông Joe Biden có thể có một pháp thuật gì như thị trưởng Hà Đức Trí vừa nói để xoay chuyển tình hình không ạ? Cái chuyến công du này, thưa quý vị và thưa anh Dũng, cái chuyến công du tại Trung Đông thì 4 ngày, như quý vị cũng biết đó, là ông tổng thống Biden đã ghé qua để mà họp thượng đỉnh với các vị nguyên thủ quốc gia của Do Thái, cũng như là với tổ chức cũng như là chính quyền Palestine, trước khi đến Saudi Arabia cùng họp với các đại diện chính phủ của Saudi Arabia và các đại diện của vùng Trung Đông, mà nhất là các vùng vịnh mà sản xuất dầu hóa. Thưa quý vị, đây là một cái chuyến đi sau hơn 18 tháng khi mà ông Tổng thống Biden đã nhận chức, thì ông mới đến miền Trung Đông. Có thể nói là ông đã nhảy vào cái chảo nóng dầu, nhưng mà bắt buộc phải làm như vậy. Thưa quý vị, nó có một số lý do tại sao mà ông Tổng thống Biden phải có cái chuyến công du này. Thứ nhất là vì nếu mà không có thì chúng tôi vẫn nghĩ là ông Biden cũng sẽ không đi thăm Trung Đông. Thứ nhất là chiến tranh Ukraine với cái sự xung đột giữa Nga và các liên hiệp quốc gia, liên hiệp Âu Châu, cũng như là với Hoa Kỳ, thì chắc chắn rằng ông Tổng thống Biden, chính quyền Hoa Kỳ muốn ngăn chặn cái sự ảnh hưởng cũng như là bành trướng của Nga cùng với Trung Cộng ngay tại miền Trung Đông, mà các vị nguyên thủ quốc gia của miền Trung Đông, các quốc gia Trung Đông, nhất là khối Ả Rập, họ cũng đã phàn nàn không ít rằng đó là Hoa Kỳ trong những năm vừa qua cũng đã bỏ quên hoặc là để các quốc gia của họ lép vế. Bởi vậy khi mà chúng ta thấy là một cái cường quốc như là Hoa Kỳ, cường quốc độc nhất đó, thưa quý vị, là chúng ta phải thương mọi người. Bên Á Châu cũng phàn nàn nếu mà không có để ý hoặc là không có chiếu cố thời gian cũng như là tài năng và tài lực của Hoa Kỳ với Á Châu, nhất là với Đông Nam Á cũng như là miền Bắc Đông Á. Bởi vậy nên có nhiều cái vấn đề rất là khó xử, không riêng gì về phương diện chính trị mà về hệ phái cũng như là lịch sử. Tại vì miền Trung Đông, thưa quý vị, nó đã có cái sự xung đột giữa Do Thái và các quốc gia Ả Rập từ mấy ngàn năm nay, chứ không phải mới đây, mà vẫn chưa giải quyết được đến ngày hôm nay. Song với cái việc đó nữa là cái sự bành trướng của Iran. Tất cả các quốc gia tại Trung Đông, dù rằng họ chia sẻ cùng một cái đạo phái Hồi giáo, nhưng mà dân Iran, quốc gia Iran không phải là một quốc gia Ả Rập, thưa quý vị. Bởi vậy nên có cái sự xung đột khá nặng và mâu thuẫn chính trị khá nặng giữa Saudi Arabia và các quốc gia Ả Rập láng giềng đối với Iran, trong lúc mà Iran hiện giờ đang sản xuất và có cái triển vọng có bom nguyên tử. Và Saudi Arabia và các quốc gia láng giềng, kể cả Do Thái, nói rằng cũng đã lên tiếng rằng đó là nếu mà Iran có bom nguyên tử thì chúng tôi chắc chắn rằng là phải, họ không nói thẳng ra là họ sẽ phát triển bom nguyên tử, nhưng mà họ nói rằng là chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm để mà bảo vệ cho quốc gia của chúng tôi. Song song với cái việc đó, đây là một cái chuyến đi của ông Biden để mà cầm chân cũng như là ngoại giao, tái lập lại cái sự ngoại giao với các quốc gia này. Tại vì trong 4 ngày công du đó, thưa quý vị, không có một cái công tuyên bố hoặc là một cái nghị định hoặc là một cái hiệp ước nào lớn ký giữa các quốc gia với nhau, ngoài cái sự hứa hẹn, mà hứa hẹn một cách rất là tổng quát và xa vời từ Saudi Arabia rằng đó là vào tháng 8, đầu tháng 8 này, các quốc gia sản xuất dầu hỏa là của OPEC, họ sẽ có một cái buổi họp, thì họ sẽ đã nhận định và ghi nhận
cái sự yêu cầu của Hoa Kỳ. Phía Hoa Kỳ là sẽ tăng sản xuất dầu hỏa lên, nhưng mà họ không có một cái commitment, một cái sự cam quyết nào rõ ràng đối với Hoa Kỳ. Nhưng mà dù có cái sự cam quyết đó đi nữa thì chúng tôi nghĩ rằng kể cả ông Tổng thống Biden hơn ai hết, với các cố vấn của ông biết rằng đó là dù cho các quốc gia Ả Rập, không riêng gì Saudi Arabia, mà tăng sản xuất dầu hỏa lên 100% đi nữa cũng sẽ không giải quyết cái vấn đề giảm giá xăng tại Hoa Kỳ. Nó có những cái lý do rất là rõ ràng, nhưng mà cái chuyến đi này chắc chắn rằng về phương diện ngoại giao, về phương diện quảng bá hoặc là xoa dịu cái sự bức xúc của người dân Hoa Kỳ đối với cái tình trạng kinh tế, và nhất là với cái vấn đề lạm phát cũng như là cái sự gia tăng của giá dầu hỏa hoặc là giá xăng đó, thì tối thiểu người dân Hoa Kỳ và cử tri Hoa Kỳ thấy là ông Tổng thống Biden đã đang làm cái gì. Nhưng mà thật sự trên thực tế, thưa quý vị, cái con số hoặc là cái tỷ lệ mà Hoa Kỳ mua xăng hoặc là nhập cảng xăng từ Trung Đông đó, nó không tới 2/3%. Nhưng mà đây là dầu thô. Cái vấn đề quan trọng đó là dầu thô không có dùng được mà cần phải refine, là phải biến chế và chế hóa lại với những cái hãng ngay tại Hoa Kỳ để mà biến chế dầu thô thành xăng, xăng xe cộ, xăng cho các máy bay. Bởi vậy đây là cái vấn đề mấu chốt mà ngay tại Hoa Kỳ thật sự mà nói là có rất nhiều dầu thô, và có cả hiện giờ đó, ngay trong lúc này mà chúng tôi nói chuyện đó, là có 10.000 theo những cái con số mà các chuyên gia về dầu xăng họ nói, nó có 10.000 cái license, cái permit để mà cho các công ty mà họ đào xăng hoặc là họ là làm về liên hệ đến dầu mỏ đó, mà vẫn chưa có khai thác hoặc là họ không làm, tại vì về cái vấn đề môi trường, rồi về phía chính trị chống của cái khối thiên tả và khối environmentalist, là khối mà bảo vệ môi trường, họ lại không muốn những cái công ty ở đây khai thác thêm dầu xăng ngay tại nội địa, tại vì chúng ta có dư xăng chứ không phải thiếu hoặc là đủ nữa, dư xăng nếu mà thật sự khai thác ngay tại Hoa Kỳ để mà có đầy đủ xăng nhất, để giảm xuống cái giá đó chứ không cần phải đi van xin hoặc là đi mua dầu hoặc là xin phép yêu cầu các quốc gia Trung Đông, Ả Rập nhập cảng xăng vào Hoa Kỳ. Cái việc đó chúng tôi nghĩ là một cái kế hoạch chính trị, một cái chính sách mà đảng Dân Chủ và nhất là ông Biden, ông cũng đã bị áp lực bởi khối thiên tả, một số chính khách thiên tả cũng như là các cơ quan và tổ chức mà bảo vệ môi trường, họ không muốn khai thác dầu xăng ngay tại nội địa về vấn đề môi trường. Bởi vậy nên đây chúng tôi nghĩ nó sẽ không có giải quyết được gì. Nhưng mà phải nói rằng trong cái chuyến đi 4 ngày này thì ông Biden cũng đã tái lập được một vài cái sự cam kết nhỏ giữa Saudi Arabia và Do Thái, cũng như là trong cái cuộc chiến tranh giữa Saudi Arabia và nước Yemen, cùng một số các vấn đề khác. Nhưng mà đây là những cái việc mà chúng ta không có thấy nhiều hoặc là không có nghe nhiều trên giới truyền thông, báo chí. Nhưng mà nó rất là quan trọng, tại vì nó cũng tạo ra được một cái môi trường giảm bớt đi cái nhiệt độ. Thứ nhất là cái nhiệt độ xung đột, mâu thuẫn giữa Do Thái và các quốc gia Ả Rập. Và hiện giờ Do Thái cũng có cái sự liên hệ về phương diện ngoại giao cũng như là tình báo với một số các quốc gia Ả Rập tại miền Trung Đông. Và hiện giờ Do Thái và Saudi Arabia cũng có đường máy bay, thưa quý vị. Trong quá khứ cái việc này không ai nghĩ có thể xảy ra, nhưng mà hiện giờ thì cái sự ban giao nó tương đối là ổn định. Và cái sự hiện diện của ông Tổng thống Biden cũng như là chính phủ Hoa Kỳ, các viên chức ngoại giao cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ tại miền Trung Đông này cũng gửi một cái thông điệp cho Nga và Trung Quốc rằng đó là Mỹ không có bỏ hoặc là bỏ quên Trung Quốc và các quốc gia đồng minh của chúng ta trong lúc này. Vâng, đó là một cái thông điệp dành cho Nga và Trung Quốc đối với các ảnh hưởng của họ từ trước tới giờ tại khu vực Trung Đông này.
Và qua đó thì chúng ta cũng phải ghi nhận một cái điều mà giới truyền thông báo chí trong tuần này cũng nêu lên, một cái chuyến đi đặc biệt khác từ Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đặt chân đến Iran. Liệu tuần trước Tổng thống Biden ghé khu vực này, tuần này thì ông Putin ghé khu vực đó, thì hai cái sự kiện này nối kết với nhau nó mang cái ý nghĩa gì? Nó mời thị trường. Dạ thưa, chúng ta thấy được trên thế giới hiện nay đó, thì dù muốn dù không đó, cũng có ba cái thế lực: Hoa Kỳ, Trung Cộng và Nga. Ba cái thế lực này nó gần như là cái ba cái thế của thế tam quốc, tức là ba quốc gia đang có cố gắng để mà tranh giành ảnh hưởng cũng như là lôi kéo đồng minh. Thì cái sự xuất hiện của Tổng thống Biden tại vùng Trung Đông đó, chắc chắn rằng đó cũng là một cái điều mà khiến cho Tổng thống Putin của Nga sẽ lo ngại. Bởi vì tại khu vực Trung Đông đó, thì ai cũng biết được là đồng minh chiến lược của ông Putin đó là Iran. Iran được xem là một đồng minh chiến lược lâu đời của Tổng thống Putin. Và Iran cũng là một cái quốc gia thường hay có những cái đe dọa trong cái việc sản xuất vũ khí hạt nhân. Mà chúng ta thấy được từ nhiều đời Tổng thống Hoa Kỳ đó cũng đã khá nhức đầu khi mà phải có những cái cuộc gặp gỡ để mà giải quyết cho vấn đề Iran. Thì khi mà Tổng thống Putin mà nhận thấy rằng cái sự xuất hiện của Tổng thống Biden tại vùng Trung Đông đó để mà lôi kéo, để mà tạo thêm cái niềm tin cho những quốc gia đồng minh chiến lược được xem như là Do Thái cũng là một quốc gia khá đồng minh với Hoa Kỳ, đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ, để rồi cũng dàn xếp thêm một số những cái mâu thuẫn giữa Ả Rập, Saudi và Do Thái cũng như một số quốc gia trong vùng, thì Tổng thống Putin không muốn thấy cái hình ảnh của Tổng thống Hoa Kỳ là Tổng thống Biden tạo nên một cái niềm tin đối với các quốc gia trong vùng. Do đó ông đã phải có một cái chuyến viếng thăm để mà củng cố lên niềm tin, cũng như là tạo thêm một cái sự thân thiết đối với lại Iran. Iran được xem là một cái đồng minh khá lâu đời với lại Nga, và Iran cũng là một cái mối đe dọa cho cái nền an ninh trong khu vực. Nếu mà ở Á Châu Thái Bình Dương đó mà có Trung Cộng, thì ở Trung Đông có Iran là một cái mối đe dọa, cũng như ở châu Âu thì có Nga. Thành ra chúng ta thấy được cuối cùng thì những các quốc gia theo thể chế độc tài và có những cái khuynh hướng là muốn tạo nên cái sự đe dọa cho các quốc gia khác đó, thường thường họ hai là đồng minh với nhau. Thành ra hiện nay đó thấy rất là rõ ràng là Iran đồng minh khá là thân với lại Nga, cũng như là Iran cũng có những cái mối rất là quan hệ, cũng như là quan hệ một cái sự quan hệ đồng minh với lại Trung Cộng. Thành ra cái sự xuất hiện của Tổng thống Biden là ông muốn củng cố thêm niềm tin đối với các đồng minh trong vùng, những đồng minh chiến lược, để mà cho các quốc gia như Ả Rập Saudi hay là Do Thái cảm thấy, hay là khối Ả Rập thống nhất cảm thấy rằng Hoa Kỳ vẫn muốn có sự hiện diện, vẫn muốn sẵn sàng hỗ trợ cho các quốc gia tại đây trong trường hợp mà Iran chế tạo nên vũ khí hạt nhân, hay là Iran có những cái động thái để mà tạo nên cái sự mâu thuẫn để mà có thể xảy ra chiến tranh trong tương lai. Cảm ơn thị trưởng Thanh Đức Trí. Luật sư Trần Thái Văn thấy điều gì qua vấn đề này? Cái vấn đề nếu mà nói đến Trung Đông đó, thưa quý vị, cái vấn đề mà tối hậu hoặc là thuần túy cần phải giải quyết, mà trong từ năm 1947 đến ngày hôm nay khi mà lập ra quốc gia Do Thái đó, vẫn chưa có một cái sự giải quyết, mà nó gây ra rất nhiều cái sự mâu thuẫn và xung đột chính trị, ngoại giao cũng như là quân sự. Đó vẫn là cái vấn đề Palestine. Đây là một cái
vấn đề rất là nhức nhối mà không có một cái câu trả lời. Palestine là chúng tôi muốn đề cập đến khoảng 3 triệu người dân Palestine, người gốc Hồi giáo, Á Rập, mà muốn có một cái quốc gia tự trị, tự lập song song với quốc gia Do Thái, nhưng mà họ vẫn đến ngày hôm nay vẫn không có được cái sự tự lập đó, cũng như là một cái quốc gia riêng được công nhận bởi cộng đồng thế giới. Bởi vậy nên một cách chính thức đó, họ vẫn có một cái vị thế quan sát tại Liên Hiệp Quốc, nhưng mà đó chỉ là một cái quy chế quan sát mà thôi. Mà tất cả những quốc gia Á Rập tại Trung Đông, từ Ai Cập đến Saudi Arabia đến Kuwait, tất cả những quốc gia mà Hoa Kỳ có cái sự ban giao tốt, tương đối là tốt đó, thưa quý vị, đều muốn và đòi hỏi cái vấn đề Palestine, một quốc gia độc lập, tự lập, Palestine được lập ra và có cái quyền quyết định của họ, đến ngày hôm nay vẫn chưa được giải quyết vì cái sự tranh chấp giữa Do Thái và cái sự an ninh của khoảng 8 triệu người dân Do Thái với những là quốc gia láng giềng, hoặc là các tập thể người dân láng giềng là người dân Ả Rập mà họ đã có cái xung đột và họ đã chiến tranh với nhau trong những thập niên vừa qua. Thì đây vẫn chưa, và cái chuyến đi này nó cũng không có giải quyết được. Nói lên cái sự chênh lệch đó, thì quý vị có thể nghĩ rằng là hai ngày đầu ông Tổng thống Biden đến Trung Đông, thì ông đến thăm Do Thái trước. Hai ngày đầu thì ông cũng ghé qua và ông cũng gặp tổng thống Abbas của quy chế Palestine, nhưng mà hai ngày đầu quý vị có thể nghĩ rằng đó là ông chỉ đến thăm Palestine khoảng một vài tiếng mà thôi, nhưng mà tất cả cái thời gian tuy nhiên Palestine thì họ có cái cảm giác là, mà họ cũng đã biết rằng đó là họ bị lép vế rất là nặng. Nhưng ông Biden cũng đã đem và hứa 100 triệu Mỹ Kim sau khi mà Tổng thống Trump, Tổng thống tiền nhiệm, đã cắt đứt viện trợ cho Palestine. Thì ông Biden cũng hứa là sẽ chính phủ Hoa Kỳ sẽ viện trợ 100 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà so sánh với Do Thái, thưa quý vị, mỗi năm Hoa Kỳ viện trợ hoặc là bơm vô Do Thái hơn tới 6 tỷ Mỹ Kim. Bởi vậy nên cái sự chênh lệch đó là một cái vấn đề mà rất là nhức nhối về phương diện ngoại giao cũng như là đồng minh mà các quốc gia Ả Rập họ thúc đẩy và họ áp lực Hoa Kỳ trong nhiều năm, nhiều thập niên vừa qua, nhưng mà vẫn chưa, đến ngày hôm nay vẫn chưa giải quyết được cùng với Do Thái. Cảm ơn Thị trưởng Tài Đức Trí, cảm ơn luật sư Trần Thái Văn. Dĩ nhiên rồi, những cái hiệu ứng hoặc là những cái thành công mà thu qua được cái chuyến đi vừa rồi thì chắc chắn là không phải một sớm một chiều chúng ta có thể biết được. Là vì ngoài những cái tin tức mà giới truyền thông có thể khai thác được qua chuyến đi này, đó chỉ là những cái mặt nổi. Còn những cái mặt chìm ở trong đó là trong những cái phòng họp kín mà phóng viên không được tham dự, thì trong đó các lãnh đạo của các quốc gia đó nói gì với nhau, làm sao chúng ta biết được. Chỉ có thời gian sẽ mới có thể trả lời từ từ các câu hỏi như thế này. Sang qua đề tài thứ hai trong ngày hôm nay, các vị khách mời cũng muốn dẫn chúng ta đến để cùng theo dõi cái không khí sinh hoạt bắt đầu đã có phần nhộn nhịp của các ứng cử viên vào các chức vụ từ địa phương. Mà trong những ngày vừa qua đó, thì cái hạn định để cho các ứng cử viên này muốn ra tranh cử vào các cái chức vụ tại địa phương là nó bắt đầu sôi nổi, khi mà nhiều gương mặt ứng cử viên đã ra những cái phòng lấy đơn ở những cái trung tâm bầu cử để có thể chính thức nộp đơn để trở thành các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Cộng đồng người Việt của chúng ta là có những gương mặt nào và những hoạt động của họ ra sao? Các vị khách mời sẽ cho chúng ta một cái nhìn sơ qua về các hoạt động này. Xin mời Thị trưởng Tài Đức Trí. Thưa anh, thưa tất cả quý vị, cái ngày 18 tháng 7 vừa qua đó, thì các thành phố hay các học khu hay các cơ quan địa phương gồm cấp quận hay là cấp thành phố học khu đó, thì họ đã mở ra đơn để mà cho các ứng cử viên mà muốn tranh cử vào các chức vụ là địa phương. Thì trong những ngày vừa qua đó, thì chúng ta cũng đã thấy có một số ứng cử viên gốc Việt đã đưa ra lời tuyên bố, cũng như là họ đã đến
các thành phố, học khu hay các cơ quan địa phương để mà lấy đơn, để mà chuẩn bị hoàn tất thủ tục để mà tranh cử. Thành ra cái cuộc tranh cử vào ngày 8 tháng 11 sắp tới đó cũng hứa hẹn có cái sự sôi nổi, bởi vì sẽ có khá nhiều ứng cử viên trong cộng đồng Việt của chúng ta tại miền Nam California ra để mà lấy đơn để mà tranh cử. Cái việc mà ra tranh cử đó cũng thể hiện là cái sức mạnh chính trị của tập thể người Việt của chúng ta tại quận Cam cũng như tại miền Nam California, bởi vì các ứng cử viên gốc Việt thì họ đều có cái mong ước rằng họ sẽ trở thành tiếng nói của cư dân của khu vực đó, và trong cái số cư dân đó thì có cái sự hiện diện của tập thể người Việt tị nạn của chúng ta. Cái cuộc thì hiện nay bây giờ là khoảng tuần thứ 3 của tháng 7 thì sẽ còn 3-4 tháng nữa thì chúng ta sẽ thấy được là khoảng chừng tháng 8 và tháng 9 và tháng 10, đó là 3 tháng mà các ứng cử viên họ sẽ tranh cử quyết liệt nhất. Thì cái không khí bầu cử sẽ bắt đầu vào khoảng chừng giữa tháng 8 và sẽ cho kéo dài tới ngày bầu cử vào ngày 8 tháng 11. Hiện nay đó thì cả hai đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đó, thì họ cũng đang có cố gắng để mà tạo nên cái ảnh hưởng đối với lại cái khối cử tri độc lập. Bởi vì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ họ hiểu được cái sự tham gia bầu cử của khối cử tri độc lập có nghĩa rằng khối cử tri mà không theo đảng nào cả, không ghi danh theo đảng Dân Chủ cũng như không ghi danh theo đảng Cộng Hòa, cái sự mà tham dự của cái khối cử tri độc lập nó vô cùng quan trọng. Thì cái vấn đề kinh tế, cái vấn đề cái giá xăng dầu hay là những cái vấn đề liên quan tới xã hội có phải là những vấn đề hai đảng sẽ đưa ra để mà thuyết phục các cử tri trong cái cuộc bầu cử, trong cái cuộc tổng tuyển cử tháng 11 sắp tới hay không? Hiện nay cho tới giờ phút này đó thì cái vấn đề kinh tế, cái vấn đề là giá xăng dầu, cái vấn đề lạm phát, cái vấn đề là thiếu sản phẩm, thiếu mặt hàng, không có đủ hàng hóa để mà bán cũng là một cái mối quan tâm hàng đầu, cũng như vật giá càng ngày càng leo thang. Thì liệu cái vấn đề mà lạm phát, vấn đề xăng dầu, vấn đề yếu kém về kinh tế còn mấy tháng nữa đảng Dân Chủ có một cái cách nào giải quyết hay không, hay có một cái sự biến hóa nào hay không, thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ phải đợi thêm thời gian nữa. Tuy nhiên cái vấn đề này nó cũng sẽ rất là khó giải quyết, bởi vì nếu mà muốn làm giảm đi cái vấn đề lạm phát thì cũng phải cần ít nhất là 6 tháng hay 1 năm. Chứ theo thiện ý của chúng tôi rất là khó chỉ trong vài tháng mà có thể làm giảm cái nạn lạm phát xuống. Mà khi mà lạm phát tăng cao đó thì sẽ tạo nên một cái sự thất vọng cho các cử tri, bởi vì vào cuối ngày thì các cử tri á, người ta cũng sẽ xem là cái đời sống kinh tế của họ bị ảnh hưởng thế nào. Thì liệu kinh tế có phải là một cái yếu tố sống còn để mà hai đảng đưa ra trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới hay không? Xin mời luật sư Trần Thế Văn. Đúng theo cái truyền thống tại Hoa Kỳ đó, thưa quý vị, là chúng ta đã vào cái mùa bầu cử, và nhất là ngay tại miền Nam California nói riêng thôi đó, thưa quý vị, quận Cam đó, phải nói rằng là cái hệ thống dân chủ, người dân bỏ phiếu cho các vị đại diện của mình từ các cấp khác nhau đó, nó rất là tinh vi. Ngay tại quận Cam không đó là có hơn, từ các cấp khác nhau có hơn 150 vị dân cử khác nhau, đại diện cho từ những cái địa hạt đặc biệt, gọi là special district, là những cái địa hạt đặc biệt như là khu sở vệ sinh, hoặc là các khu học chánh, các khu đại học, các cơ quan thủy lục, cơ quan nước, đủ hết. Bởi vậy nên tất cả những cái sinh hoạt căn bản và quan trọng cho quý vị, cho các cư dân và các cử tri hàng ngày đó là đều có các vị đại diện. Mà họ làm việc thật ra đó là rất là âm thầm và là part time, là làm việc bán thời gian thôi, chứ không phải là làm viên chức là lãnh lương 200-300 ngàn một năm, không có cái việc đó. Nhưng mà đây là thật sự là cái công việc
phục vụ cho cộng đồng và họ đã bỏ tên vào ra tranh cử và xin cái sự tín nhiệm của các cư dân và cử tri trong những cái chức vụ mà họ ra tranh cử từ cấp địa phương đến cấp liên bang. Cũng như vậy thì cái nguyên tắc nó cũng giống giống như là tất cả với những cái cuộc bầu cử của vị tổng thống hoặc là thống đốc, vẫn là phải vận động nếu mà muốn thành công và có nhiều những cái thủ tục pháp lý cần thiết. Thì trong cái thời gian này khoảng gần một tháng đó, khoảng 3 tuần, thì các ứng cử viên nào họ muốn ra tranh cử thì họ phải rút giấy tới trung tuần tháng 8 là ngày hết hạn họ phải nộp vào, thì lúc đó sẽ được chính thức hóa và sẽ ra tranh cử. Nhiều cư dân và người dân thông thường nghĩ rằng những cái chức vụ này nó không có quan trọng, tại vì không có được đề cập đến nhiều. Một vị giám đốc của sở vệ sinh hoặc là một vị giám đốc của cơ quan thủy lục đi, nhưng mà nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Chúng tôi nhớ hoài một cái câu mà ông chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, là ông dân biểu, cố dân biểu Tip O'Neill. Ông Tip O'Neill cũng làm chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ vào thời thập niên 70 và 80, là thời của ông Tổng thống Carter và ông Tổng thống Reagan. Và ông đã nói một cái câu rất là bất hủ đến ngày hôm nay mà tất cả những vị dân cử cũng như là ứng cử viên nào cũng nhớ hết. Và ông nói là all politics is local, là tất cả những cái vấn đề chính trị đó đều phải được liên hệ đến đến những cái vấn đề địa phương, chứ không phải là tại Sacramento, thủ phủ Sacramento, hoặc là tại Hoa Thịnh Đốn. Tại vì cái câu thứ nhì mà chúng tôi cũng nhớ hoài đó là không có ai có cái lá phiếu nào bầu cho các vị dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ tại thủ phủ Sacramento hoặc là tại Hoa Thịnh Đốn, nhưng mà các cử tri và cư dân mà thật sự có cái thẩm quyền bỏ phiếu cho mình đó là ngay tại cái địa phương của mình, là ngay tại cái địa hạt hoặc là thành phố mà mình đang đại diện. Bởi vậy nên những cái chức vụ địa phương như vậy quý vị có thể không nghe đến, nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sinh hoạt hàng ngày, cái giá tiền đổ rác hoặc là tiền nước của quý vị, hoặc là những cái service của thành phố đó, những cái dịch vụ. Thì chắc chắn rằng những cái chức vụ này quý vị có cái thẩm quyền để mà quyết định với tư cách là cử tri và cư dân trong cái khu địa phương mình đang sinh sống, để mà chọn và tín nhiệm những vị ứng cử viên nào mà chúng ta thật sự muốn đại diện được cái nguyện vọng của chúng ta. Đây là những cái chức vụ quan trọng mà chúng tôi thấy cái tiến triển này, nói riêng trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong hơn 3 thập niên vừa qua đó, và cái sự lớn mạnh của cộng đồng chúng ta hoặc là trưởng thành về phương diện chính trị đó, thì càng ngày càng đông các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt và Việt Nam ra tranh cử vào nhiều các chức vụ khác nhau ngay tại quận Cam, cũng như là các địa phương khác trên San Jose hoặc là tại Houston và các vùng khác nữa mà có đông cư dân người Mỹ gốc Việt sinh sống và sinh hoạt tại đó. Thì đây là một cái tiến triển dân chủ hóa rất là tốt, mà nó biểu tượng được và nó phản ảnh được cái sự lớn mạnh và trưởng thành không riêng gì về phương diện văn hóa, kinh tế hoặc là giáo dục, nhưng mà về phương diện chính trị và cái tiếng nói rất là cần thiết cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ. Câu hỏi chung cho hai vị là chúng ta có biết được những gương mặt ứng cử viên nào là người gốc Việt của chúng ta trong cộng đồng kỳ này để ra tranh cử các cái chức vụ này không? Theo luật sư Trần Thế Băng nói là rất quan trọng đó, vì nó sát thực những người trực tiếp với cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Dạ rất là nhiều, thưa anh. Dạ. Tôi sợ là không có giờ để mà nói hết hoặc là sẽ thiếu sót những cái tên, những cái vị trí nào nó như là nghị viên. Lấy ví dụ như ngay thành phố Westminster là thủ phủ của cộng đồng mình xem như là thủ phủ của cộng đồng Việt Nam, thì có anh Nguyễn Mạnh Chí sẽ ra tranh cử nghị viên, Nguyễn Mạnh Chí ra tranh cử thị trưởng, hoặc là anh Nguyễn Nam Quang ra tranh cử vào cái chức vụ nghị viên của địa hạt số 4. Đây là những người mà chúng tôi quen biết và sinh hoạt thường, cùng với cô Amy Fan West cũng ra trong thành phố Westminster, rồi bên Garden Grove thì cũng có anh Gia Nguyễn, theo những người mà chúng tôi sinh hoạt. Còn mấy người khác tôi biết là cũng ra, nhưng mà tôi không có cái cơ hội tiếp xúc với họ. Yeah. Cũng như là
cô Daisy Tông cũng muốn ra để mà đại diện ra tranh cử trong cái chức vụ làm trustee, là giám đốc cho cái khu đại học cộng đồng, cho đại học cộng đồng Santa Ana hoặc là Rancho Santiago, cũng như là các chức vụ, không biết là bên sanitation, môi trường, Midway hoặc là nhiều cái chức vụ khác cũng có như vậy. Bởi vậy nên đó, đầy dẫy chúng tôi nghĩ rằng đó, vào cuối ngày khi mà khóa sổ, tất cả các ứng cử viên mà phải nộp vào đó, vào trung tuần tháng 8 này, chắc là cũng tối thiểu chúng tôi nghĩ là cũng có khoảng 20 ứng cử viên người Mỹ gốc Việt khác nhau, nói riêng trong cái vùng quận Cam mà thôi, thưa quý vị, đã nộp đơn ra tranh cử với các chức vụ khác nhau trong trong cái kỳ bầu cử tháng 11 này. Nói chung là cái không khí sinh hoạt chính trị của cộng đồng người Việt của chúng ta ngày càng có nhiều các bạn trẻ ghi danh và cũng muốn tham gia vào cái sinh hoạt chính trị dòng chính, và chúng ta cũng hy vọng đây là một cái điểm tốt nữa cho sức mạnh của cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại nói chung. Cảm ơn luật sư Trần Thái Văn, cảm ơn thị trưởng Tạ Đức Trí đã đến đây để cùng chia sẻ những ý kiến của quý vị, và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán giả. Một cuối tuần an lành đến với tất cả chúng ta, và hẹn gặp lại trong chương trình này kỳ tới. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.